Xin chào tất cả mọi người, mình là MC Minh Hiếu trong chương trình Môi trường trong em Trước hết chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về môi trường nhé Môi trường là bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất uh, Tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người Có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm rất nặng nề Ví dụ như là những cánh rừng bát ngát như những lá phổi xanh khổng lồ Đem lại bầu không khí trong lành của con người không những thế rừng còn che chắn bão lũ là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm. Vậy mà giờ đây rừng đang bị chính bàn tay con người tàn phá một cách không thương tiếc, dẫn đến thiên tai lũ lụt xảy ra ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến bao cảnh đau lòng. Đó, các bạn biết không? Tất cả là do chính con người chúng ta, nếu chúng ta không biết bảo vệ môi trường thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai mai sau. Nhưng không có gì là quá muộn nếu các bạn ra tay sớm từ những vấn đề nêu trên đã giúp chúng ta hiểu rõ môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng nói chung và sự sống của con người nói riêng từng ngày từng giờ môi trường đang lên tiếng kêu cứu vậy mỗi chúng ta phải làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta tóm lại môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng vậy nên chúng ta phải có ý thức gi giữ gìn môi trường sống là học sinh, chúng ta hãy có ý thức chống thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp. Làm được như vậy là chúng ta đã góp phần bảo vệ được cuộc sống của chính mình. Minh Hiếu của chương trình Môi trường trong em, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.